Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Merida Challenger HFS 350, một dòng xe đạp MTB leo núi dành cho các bác thể dục hàng ngày, rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Xe thì được sử dụng bộ chuyển động Shimano Aligio, bánh là 26 inch, khung nhôm. Toàn bộ xe là nguyên bản chính hãng. Mông tông màu sơn nguyên bản. Màu sơn của chiếc xe thì rất là đẹp, các bác có thể nhìn màu tím và màu tím pha nhũ, rất là đẹp. Trong màu tím pha nhũ nhìn rất là nhã nhặn. Đây là HFS, thương hiệu cũng rất là nổi tiếng trên toàn thế giới rồi. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước trên khung, không thể tránh khỏi. Tổng thể xe thì nó còn khá là đẹp, bộ chuyển động thì còn rất là tốt. Sử dụng bộ chuyển động Shimano Aligio với 9 tầng lip và xe này là 3 tầng đĩa, đùi đạp cũng là Aligio này. Đĩa đùi đạp Aligio 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Lốp Vuita nguyên bản. Lốp là 26 inch của Maxxis. Đến phần ghi đông thì cũng được trang bị bộ tay bấm xả Aligio 9 speed. Aligio 9 speed bên này 3. Từ 9 lít 3 đĩa 27 tốc độ. Và sử dụng thêm cả bộ phanh dầu của Shimano nữa. Rất là ngon. Sóc dầu theo xe của sóc dốc thương hiệu Mỹ. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe có size cũng tương đối nhỏ cho các bác, từ khoảng 1m59-60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Nít 3 đĩa 27 tốc độ, độ Aligio chuyển động còn rất là mượt mà, rất là ngon. Chiếc xe có giá bán bên em chỉ có là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em bên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.